chỗ nào cũng ghét hai thứ khiến người đời đa sự ưu tư. Ghét thời tìm cách sang trừ, ưa thì lo liệu cho như ý mình. Nó là gốc để sanh các cuộc bình, nó rồi sẽ được an cư. Con ơi nhưng nó khó trừ, bởi vì đôi cánh thì người dòng tâm. Trong lúc ấy đã làm duyên cớ cho thứ này xem mó vào trong, tự chia ranh giới nơi lòng, từ đây dần đến tổ tòng nghiệp duyên. Lắm kẻ do căn nguyên sự khổ, nhưng không lo hối ngộ tu thân. Ấy vì nghiêng nặng bên trần, trong lòng không rảnh để gần Phật gia. Hàng người ấy khó mà giáo độ, bởi kể cơ với họ xem thường. Từ bi dần sẵn lòng thương, nghe không cùng cứ một đường giáo khuyên. Phật xưa đã tiếp liên nhiều kiếp, gánh biết bao tai nghiệp cho người. Thượng căn Phật thí bằng lời, hạ căn thí của cho người ấm no. Nhiều lúc tự đem cho con vợ giúp những người cô quá lẻ loi, thí thân cho cọp mi làm mồi, thí luôn cả máu cho loài quỷ ma. Đem nào ốc để hòa với thuốc cứu cha già trong lúc bình nguyên. Nói chung bất luận món gì, Phật đều không chút tiếc chi với đời. Việc làm ấy kể thôi vô số, gây duyên lành khắp mi chỗ mọi nơi. Vua quan dân thứ lắm người, lánh xa tục lụy đạt ngôi Bồ Đề. Cũng lắm kẻ còn mê chưa tỉnh, nơi Phật không ngừng
dùng ánh từ quang chiếu soi khắp các nẻo đàn, phá cơn tầm tối cứu hàng thiện duyên. Chính con đây đang yên giấc ngủ, phá mộng lành Phật phụ lấy con, đem về cho đến Kim Sơn, một phương trong cả muôn phương Phật dùng. Hơn nữa hiện ở trong thế giới các loài yêu dậy khởi mọi nơi, đồng mưu sát hại người đời bằng muôn vật quay kể thôi sao cùng. Có một việc con không nên chê, hãy nói màu cho kẻ trần hai, sớm đông chiều lội về Tây, hai con rắn độc ở ngay trong trần. Nó đã sống lâu hơn bạn cổ, sức lớn không so đoạn chi bằng. Ngày đêm bò lội sung săn, gặp người gian ác bắt ăn không chừa. Nay cõi thế gặp cơn tận diệt, con quái này thêm dịp hành hung. Dù đem bom lửa súng đồng, chỉ là chọc giận nơi lòng nó thôi. Dùng khí giới thêm hơi cho nó hại nhiều người, chớ có ích chi. Bánh xe nhật nguyệt lăn đi, tránh sao cho khỏi thời kỳ này đâu. Phật biết rõ đôi đầu tử sự muốn cho người bỏ dữ về lành. Rắn dù có lắm gút nanh cũng không xét hại mạng sanh được nào. Người nghe qua tưởng đâu lời phật, gặp nó rồi mới tính sao đây. Kêu trời trời cũng khoanh tay, reo thần thần cũng đứng ngoài mà trông. Hãy liệu trước kẻo không tính kịp đến nước, rồi mọi việc dai hơn. Chuyện này ta rất lo âu, đây đầu lại Phật xin mưu cứu đời. Phật liền vỗ vào vai nhẹ nhẹ, rồi ung dung
tiếp kể thêm lên. Này con để già đừng quên, sau khi thức giấc đêm khuyên người đời. Trước khi cuộc non dời biến đổi, chúng sanh trong khắp cõi trần dương, đông tây nam bắc bốn phương, hướng nào cũng nhớ niềm luôn Di Đà. Lòng ngày đêm không xa sao chứ, tất sẽ trừ răng giữ được ngay. Pháp môn tuy có nhiều thay, hạ nguồn niệm Phật mỗi ngày cũng nên. Niệm A Di đừng quên hướng thiện, thì tai ương tất diện ly thân. Chớ nên chờ qua đến gần, mới ra công niệm mất phần ân linh. Con nhớ khuyên người dình đức tính, lòng thế chung nhất định không quên. Đường xa càng bước càng bền, như người tìm mẹ lâu điên lạc loài. Không quản lúc trong gai mưa nắng, mẹ khi nào tìm đặng mới thôi. Tu hành cùng thấy con ơi, quyết về gặp Phật cùng ngồi tòa sen. Chẳng để phút nào quên tưởng Phật, dù xác thân lắm lúc gian lao. Phật xưa khổ hành ngần nào, không siêu ngã mới đứng vào Như Lai. Xưa Phật cũng mang đai phàm xác như chúng sanh, nào khác chi đâu. Thế mà Phật đã đạo màu, chúng sanh hai chẳng tu cầu cho nên. Trước Phật có vô biên sanh, chúng đã chân tu được chứng niết bàn. Phật không riêng ở Tây Phan, mười phương đâu cũng có hàng Như Lai. Không khác chi Đông Tây Âu, á nơi nào mà chẳng có người ta. Nước thì nghèo khổ xấu xa, nước thì giàu có lầu tòa vinh vang. Lấy việc này hiểu sang việc khác, có chúng sanh thì Phật nào không. Hãy tin tưởng mạnh nơi lòng, để cùng chư Phật ngồi chung liên đài. Kể từ đây
đến ngày tận thế nơi liên trì Phật để nhiều quá. Chờ người nói cõi ta bà, khi sang đây có dùng mà làm chân. Sự màu nhiễm vô ngần tột bậc, toàn là do công đức tương ưng. Trong qua tức có thức thần, thức thần an trụ chính từng liên quan. Thân sen vàng trong tòa hoa báo, cõi thế gian khó tạo cho ra. Có muôn ánh sáng chói lòa, càng trong càng bắt sanh ra kính gì. Trong ánh sáng ẩn di hương quý, rất thơm tho khác gì hương phàm. Cõi này sao chẳng thích ham, lại đem lòng mến thế gian mới kỳ. Người cõi sen mỗi khi khởi niệm, tức ưng ngài theo điểm của mình. Việc nào cũng rất màu linh, những điều gọi trái ý mình là không. Muốn nghe nhạc tức trong luồng gió, thổi vào cây liền có nhạc nghe. Thân cây màu sắc trong ve, Phật nào mình muốn tức là hiện ngay. Kể cho nghe những bài vô thượng, thật ngoài điều tưởng tượng của mình. Cõi này do Phật tạo nên, bằng muôn công đức xây trên tu hành. Những người được thân sanh vào đây, trong lòng không hề thấy chán chê. Đạo màu càng lúc say mê, như dân nghèo khó được kề nhà vua. Kẻ dương thế thích ưa châu ngọc, giết hại nhau bóc lột liền tay. Cõi sen châu ngọc làm cây, bạc vàng làm đất lót đầy khắp nơi. Gia tuy quý không người dành vật, chẳng một ai thiếu hụt món chi. Lại thêm tất cả việc gì, hễ lòng nếu muốn tức thì có ngay. Chúng sanh hiện sống ngày lao khổ, hả không mau đến chỗ báo này. Từ xưa cho đến những nay, Phật hằng
chờ đón không ngày nào ngơ. Bao lâu Phật cũng chờ đón mãi, nhưng người đời ít thấy ai sang. Vì mang nợ thế đa đoan, không giờ phút rảnh để sang bên này. Lắm kẻ tính đi ngay cho tới sông nữa chừng rẽ lối bỏ đi. Đã bao nhiêu kiếp duyên trì, đến nay cũng chưa thấy gì quyết tâm. Lẽ đạo Pháp đành răng mắt mỏ, nhưng cố tìm rất rõ mối manh. Quyết tu thì ắt sẽ thành, cố chồng có hưởng há rằng không ngờ. Chúng sanh biết bao giờ nhất niệm cử để lòng lùi tiếng liền khi, càng làm xót giả từ bi. Thương đời còn mãi mê ly biển trần, tranh lời danh chia phân thượng hạ, không ngày nào trong già được yên. Ít ai sống được ba niên, mà lo những việc lâu bền ngàn năm. Nào khác chi giống tầm làm tổ ơi, tự trói mình không chỗ chui ra. Trong khi chưa chín chưa già, bị người đem nấu trong lò nước sôi. Phật đứng ngoài xem đời mộng mị, không cười chê giận ý xót thương. Khi xưa Phật ở trần dương, lúc chưa ngộ đạo cũng dường thế ni. Đường của Phật đã đi đã hiểu, thương người còn liệu điều chưa xong. Cứu cho được mới vừa lòng, chúng sanh còn khổ vẫn không ưng tình. Nghe đoạn này ta sanh cảm động, rồi tự dưng khóc ròng to lên. Nghĩ rằng tâm Phật rộng thênh, giúp người chẳng đợi ai đền trả ân. Đã nhiều kiếp bỏ thân vì đạo, vẫn một lòng chỉ bảo chúng sanh. Ghét gì cũng mặc tình, cứ lo tiếp vẫn cứ gìn lòng thương.
Lo như mẹ lo đường con trẻ, quên nhọc nhằn chẳng kể nắng sương. Chúng sanh hữu phước không lường, nhờ lời của Phật mở đường mới thông. Nghĩ đến đâu đồng lòng đến đó, nước mắt càng lụy nhỏ như mưa. Cuối đầu ta mới liền thưa, biết làm sao trả cho vừa Phật ân. Con xin Phật chỉ phân ráo rốt, những điều con quê dốt chưa thông. Hai thai con khéo phát lòng, dạy con mọi lẽ Phật không tiếc gì. Hiện giờ con trong khi đang ngủ, chân linh con về trụ Kim Sơn. Xác con đang ngoả tại trần, nằm như khúc củi thức thần đều không. Vậy con hãy thử trông lại xác như chết rồi, nào khác chi đâu. Những nào của cải đài lầu, những nào trăm thứ sắc màu nọ kia. Phổi tất cả không hề ngó tới, hết còn lo tân thối sự chi. Chúng sanh lấy đó mà suy, chết rồi cũng thế có gì khác đâu. Môn việc đến quan khâu là hết, nghèo giàu đều chung kết như nhau. Uổng công lúc sống quơ quào, mạng chung tay chẳng nắm vào món chi. Gây tội chẳng vật gì trường hướng, ấy là người lầm tưởng lớn lao. Thay vì nghiệp ác chuốc vào, nên làm nhân thiện cho nhiều quý hơn. Danh được tốt mà ơn cũng có, hữu sự ai đành bỏ được mình. Sống trong cuộc sống an ninh, không ai đối địch chống kình mà lo. Được như thế của khó đâu sánh, cũng hơn người quyền binh ác gian. Tử sanh mà có niết bàn, khổ lao mà có thanh nhàn là đây. Đời cứ mãi sống say chết ngủ, lên xuống hoài chịu đủ đắng cay. Mỗi lần người bị bào thai,
mỗi lần bỏ một xác thay tài trần. Thay xác ấy nếu dồn chất lại sẽ lấp đầy cả Thái Bình Dương. Chúng sanh nào biết nào tường, cứ xài đắm mãi trên đường mê ly. Từ đây còn lần đi tới nữa, đến khi nào lò lửa năm châu bùng lên cháy phủ cả đầu, chừng ni mới biết việc đâu đã rồi. Chúng sanh đã nhiều hồi loạn lạc, tay bồng con lưng vác hành trang, trước đầu lửa cháy đã đoan, sau lưng tiếng súng giặc tràn đuổi theo. Pha lần tiếng con kêu khóc mẹ, bên đường còn nhiều kẻ thác quan, trông vào phách đi lạc hồn tan, thấy người rồi bắt nghĩ sang đến mình. Lúc ấy chỉ mong sanh cho được, hết còn lo đến cuộc lời danh, vật chi đổi mạng cũng đành, lòng không còn biết tiếc dành món chi. Cảnh này sẽ nhiều khi hơn nữa, cuộc thái bình lần lừa chưa xong, sống tâm chớ có hẹp lòng, trước sau rồi cùng tay không chớ gì, nên làm phải trước khi hữu sự đến nạn, rồi bố thí ai khen. Rèn lòng thanh đàm cho quen, vật khi phải bỏ bỏ liền như không. Con ha chẳng biết trong lúc giặc, có nhiều người vì tiếc của nhà ở lì không chịu trốn ra, bị người bắt giết biết là bao nhiêu. Mến của tất chết theo vì của vật, không còn thân nọ ra ma, người đời chịu khó suy ra, tự nhiên thấy rõ đâu là bèo mây, trôi theo nước cuốn quay theo gió cứ rài đây
mày đó không yên. Có quyền chẳng giữ đặng quyền, có tiền không nắm được tiền dài lâu. Tiền là bạc có đâu chung thì, quyền là hành nó cứ đổi thay. Từ ngàn xưa đến ngày nay, tánh hài việc ấy cứ hoài vậy thôi. Thế mà người cứ xuôi theo nó, không chịu tìm đường ngõ cao hơn. Món chi ăn mãi cũng lần, ở trần lâu phải chăng trần chớ không. Nay nhằm dịp Tây Đông hữu nạn, tất có nhiều người chán đau binh. Con nên lấy lẽ tu hành, khuyên người bỏ giữ theo lành từ đây. Bụi ban sơ chưa khuây, việc thế không nên dùng kinh kệ khó khăn. Chỉ khuyên một ít điều răn, gồm thêm trai với mỗi trăng bốn ngày. Đem vàng kệ của thầy con dạy, thường đến lui nhắc lại người nghe. Những điều nào họ còn mê, dùng lời dịu ngọt dỗ về khuyên. Họ chưa hiểu con cần dán mài, quên mỏi mê đừng ngại công lao. Nên làm cho họ khát khao, không nên làm họ ngán ngao nơi lòng. Phải cẩn thận từ trong lời nói, khiến cho người được khởi tâm lành, giúp người thêm mạnh đức tin. Đừng làm cho họ lòng sanh nghi ngờ, đến đâu cũng tùy cơ phổ qua. Rung chuông lành thức giả người mê, tay không màng tiếng khen chê, miễn là dắt được người về nhà tu. Đổ một người quay đầu hướng, thiện công đức to sông biển. Há bì con nên nói chí từ bi, ra tay độ thế quán gì riêng thân. Quý đạo đức nhiều hơn quý
của cứu người nguy vui bỏ mạng căng. Lòng nhân ấy có chi bằng, muốn đời ai lại chẳng hằng nói theo. Ai cũng vẫn biết điều nhân đức, không làm gì chưa dứt ngã tâm. Tự nhiên trong già ưu thâm, nhận nhìn những kẻ đã lầm phước duyên. Kẻ bảo cho mùi thiền thuốc nhựa, vì đứng ngoài bề cửa trong vào, những lời xét đáng thâm cao, không từng đọc tới làm sao được tường. Hơn nữa chỉ nhắm phường giá đạo, mượn cà sa lừa đảo thế gian, tạo ra chùa lớn Phật vàng, để cho ba tấm thập phan cúng tiền. Kinh kệ dân tụng liền nơi miệng, hỏi nghĩa màu một biến không thông. Cứ tranh đồ chúng cho đông, hầu nhiều có cái để dùng cho sang. Ngồi một cái chỗ lo ăn sung mi sướng, không hề đem lòng tưởng đến ai, chỉ làm giống Phật bề ngoài, bên trong chẳng một mảy may tương đồng. Chỉ làm bãi hoại trong Phật Pháp, đâu phải người thiện giác chân tôn. Hàng này như kẻ đuôi màu, tự mình chưa đồ còn đâu mới đồ người. Họ không thể thay lời của Phật, Phật cũng không nhận việc họ làm. Nếu ai muốn rõ quyền thâm, ngó vào họ ắt sai lầm rất to. Cửa Phật kỳ vốn thơm tho sáng tỏ, họ đang tại bôi lò cho đen, khiến cho lắm kẻ xem hèn lầm cho đạo Phật làm phiền người ta. Đạo Phật có đâu là như thế, hãy lật xem kinh kệ mà tri. Phật là vốn tâm từ bi, việc làm bất luận điều chi cũng làm. Từ xã hội bước cứ sang nhân loại, chuyện gia đình đến gọi quốc dân. Nếu là việc hợp nghĩa nhân,
tự nhiên sốt sắng xuất thân ra làm. Trước độ mình sao toan độ chúng, câu ấy là rất đúng Phật gia. Đừng lầm ngồi niệm Di Đà, mặc ai sống chết không ra giúp tư vừa. Ngồi niệm mãi niệm cho đến chết cũng không thành, chỉ hết tư mà mong Phật là ta độc hữu xong. Sang tay cứu thế qua đông độ đời, chớ đâu có cứ ngồi một chỗ giữa chùa chiền chuông mỏ kể cơn. Không làm cho kẻ nào nhờ, tu hành như thế bao giờ. Cho nên giúp người chẳng khoe tên ai biết, như mẹ cha lo việc cho con. Chỉ làm bổn nguyện cho tròn, đâu cần ai đáp đền ơn làm gì. Nếu ai được hành ý như thế, tức là người thừa kế Phật ngôi. Câu này ta bắt hỏi ôi, biết bao giờ được mỗi người y theo. Xin Phật hãy cho nhiều Bồ Tát xuống thế trần ở khắp mọi nơi, hóa ra đủ cả hàng người, tùy duyên giáo độ cho đời biết tu. Trước hết phá sạch câu ngã chấp trong tăng đồ đã tập từ lâu, sau lần đến cả năm châu khiến người quyền thế hoài đầu ăn năn. Bớt được tánh hung hăng táo bạo, cứu dân lành sương máu bớt rơi. Hiện giờ khắp chúng cùng nơi, liệt cường nào cũng chuyên ngồi súng bơm. Xưa giặc giả dùng gươm giấy nọ, nay chiến tranh cày có súng bơm. Một lần giết được hằng muôn, dữ dằn gấp mấy ngàn lần hơn xưa. Phật rằng ấy là cơ tận thế, khiến loài người tạo chế thử hung. Ấy là tại cái nghiệp chung, từ lâu nay đã tích tồn lại đây. Vật tạo lấy
sau này tự chịu nó sẽ làm kết liễu người đời. Nó như là loài chim dơi, còn người giấy tờ trái mùi trên cây. Đã thấy còn gặp khi giông gió mạng số đầu, hướng thọ dài lâu. Với câu thiện ác đau đầu, rồi đây ba tánh đâu đâu sẽ tường. Không riêng con ưu phiền việc ấy, Phật khắp nơi cũng lấy làm đau. Thế gian bất luận chỗ nào, có chư Bồ Tát kêu gào khuyên răng. Nhưng ít kẻ quy căn Bồ Đạo, trái lại còn kiêu ngạo nhiều lời, làm cho Phật bắt thương ôi. Cứu cần không thể cứu rồi, số duyên. Thuốc không uống bệnh thiên sao được lành chẳng theo cõi phước há sanh. Đến khi quả đất tan tành, cũng chưa mấy kẻ giật mình đau ư. Việc nghiệp biết không chờ phải thốt, kẻ thế gian ngu dốt làm sao không phân biệt được vàng thau. Trần ai lại mến đạo màu thì ngơ. Trẻ bảo tu hẹn chờ có tuổi, và cho rằng chưa rỗi để tu. Hết xuân rồi lại đến thu, cứ lần lừa đến khi vào quách quan. Kẻ làm con ngỗ ngang hung bạo, khiến mẹ cha phiền não phát sanh. Kẻ làm cha mẹ bất lành, khiến con bạc trước tạo tành bất lương. Tội lỗi cứ chẳng dương như thế, hết đời này thừa kế đời sau. Nghiệp sầu cứ mãi truyền lao, chúng sanh biết đến chừng nào rành rang. Nghiệp hoặc cứ tạo mang đầy dẫy, sự khổ lao dường lấy đa đoan. Hay vậy Phật chẳng ngồi an, dời con đến để truyền ban đạo màu. Sự thế chẳng còn lâu xa nữa, nào thiên tai nào lũ yếu tinh.
đầy đường chật nẻo đang kinh chúng sanh vì nó bỏ mình làng khang. Chúng cậy phép tà làng mắt tục con dùng quyền cơ dẹp tà tông luôn đem lấy ngọn hùng phong thôi dừng mấy ác phụ trong trần đời làm sáng tỏ nơi ngôi Phật pháp hầu cứu người còn chút thiền căn. Ngày nào mây ác còn vắng là còn mờ mịt ánh trăng cửa thiền. Ngoài các quái đã khuyên đoạn trước còn nhiều ma lần lượt kể sao. Nào tim con khá ghi vào để mà tỏ lại người nào chưa hay. Con ơi chính ở ngay hạ giới thứ gọi tên là ngoài nhân ma. Vốn không có cửa có nhà thường hay lưu lạc ở mà khắp nơi. Nó có tánh móc môi tộc mạch hết người này đến lượt kẻ kia. Quê nhà lâu chẳng trở về nó không hề biết đến bề cố hương. Nó có thuật không nhường ai cả dù thần tiên chưa ha thắng qua. Chúng sanh ơi cõi ta bà thường hay bị nó cướp mà tâm linh. Mắt của nó rất nhanh như chớp liếc xem người ở khắp gần xa. Người nào đức trọng tài ba nó sanh ghen tức sẽ là hại đi. Hoặc biếm nhẹ khinh khi chỉ trích suối người đồng công kích không thôi. Chừng nào hạ được xong rồi lấy làm khoái chi mới nguôi lòng phiền. Nó có tâm ganh hiền ghét ngõ gặp người tu hay xỏ hay xiên. Bốn mùa nó chẳng ngồi yên mắt luôn xeo sắc lão liên không ngừng. Ngược lại nó cũng từng biến nhát ý lại vào kẻ khác đỡ nâng. Như mù chỉ đồng hai chân mặc cho người dắt xa gần cùng thấy. Người nào bị nó lây tánh ấy
thấy lòng tự tin một mãi không còn, trở nên như cái hình nhân mặt người sai khiến còn phân biết gì. Nó còn lại mỗi khi thấy của thì lắm le mưu nọ kế kia, làm sao lấy được đem về để riêng thọ hưởng mới hê hả lòng. Hai mạng người vẫn không ngần ngại miệng góp thâu mò đáy nhiều tiền, nó làm nhiều kẻ phát điên quên đi sự sống tự quyên thân mình. Nó gặp người lịch sinh son trẻ khởi lòng dâm như kẻ đói cơm, không màng trong lúc đêm hôm hiện ra ghẹo chọc bắt nhòm đi thôi. Khi thì nó dùng lời cám dỗ, khi ra ngoài khủng bố dẫn đi. Bức cường là việc thường khi nó không biết trồng cái gì là